Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình mạng Java của Blockstar đến xem mình là Việt. Ở bài này thì mình sẽ dẫn các bạn cách chúng ta implement cái chúng ta đã xây dựng, thì chúng ta cần phải xây dựng được cái thằng server. Thì chúng ta vào cái server RMI server, chúng ta tạo ra một class gọi là class math ở đây. RMI.block.data để giống cái kia thì mình làm giống hệt thế này. Thì đầu tiên là cái gì? Chúng ta cần làm hai việc, à ba việc. Đầu tiên là extend từ cái thằng interface. Tức là chúng ta cần phải extend từ thằng này. Sao chưa thấy nhỉ? Import rmi.block.compute như này. Xin lỗi các bạn, đây là implement. Thì xong chúng ta có, và chúng ta add implement đây. Return a cộng b đây. Thì xong, tức là việc đầu tiên là chúng ta cần phải implement cái interface mà chúng ta đã có, và implement những cái phương thức mà chúng ta đã khởi tạo, đã có trong interface. Bước tiếp theo đấy là chúng ta cần phải cho nó một cái phương thức gọi là một cái hàm khởi tạo. Một cái hàm khởi tạo này chúng ta public math như này. Chúng ta có một cái hàm khởi tạo và chúng ta phải through remote exception để chúng ta có như này. Bước thứ ba đây, chúng ta cần phải extend từ một class gọi là unicast remote object như này. Thì cái này cái unicast remote object này có nghĩa là chúng ta làm cho cái thằng mask này, tức là cái thằng phía server này, nó sẵn 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 sàng cho cái thằng client sử dụng, và kết hợp với lại cái compute này thì nó là được vứt lên RMI, và cái thằng này thì làm cho nó sẵn sàng cho thằng client dùng. Thì đấy là mục đích của chúng ta. Sau khi chúng ta có những cái này rồi, đơn giản nhất là chúng ta viết cái hàm static void main ở đây. RGS ở đây thì chúng ta có cái này. Thì bước đầu tiên là chúng ta mask bằng new mask như này. Set out cái gì nhỉ, try get set out server is ready, dụ thế. Thì sau khi có cái này rồi chúng ta cần phải làm gì? Đấy là chúng ta cần phải làm cho cái thằng thằng mask này nó ready ở trên cái RMI, RMI registry, tức là chúng ta phải vứt nó lên đấy. Thì để vứt lên đấy thì chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải start cái RMI registry từ command line hoặc là từ code. Thì cái này nó mặc định ở trong JDK, thì các bạn có thể viết ở trong cái đoạn code này, tức là chúng ta có thể tạo ra cái registry ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái locate registry chấm create. Thì create ở đây chúng ta có một cái thông số, tham số là tham số port, thì chúng ta có thể tạo ra một cái port ở đây 1985 ví dụ này. Thì sau khi chúng ta có cái này rồi, chúng ta có thể get cái registry về bằng locate chấm get registry, và chúng ta truyền tham số port vào đây. Mặc định nếu mà các bạn không có cái tham số này thì nó là sẽ là cổng 1099, nếu mình nhớ không nhầm. 1099 đúng không? Tức là cổng mặc định của RMI. Thì sau khi cho cái này, chúng ta có cái này thì chúng ta registry registry by. Thì ở by đây có cái gì? Đầu tiên là cái string, string này chính là cái ID của nó trên registry. Ví dụ chúng ta đặt nó là math chẳng hạn. Tiếp đến là remote thì chúng ta sẽ đặt nó là math ở đây.
nghe xong. À, xin lỗi các bạn. Thì như thế chúng ta đã xây dựng xong cái xây dựng xong cái phía server side, tức là chúng ta đầu tiên là chúng ta xây dựng được cái này theo từng bước sau, xây dựng cái constructor với through remote exception, implement cái thằng compute, rồi implement các phương thức của nó, extend thằng unicast remote object. Extend này nó sẽ giúp cho cái việc là chúng ta có thể làm cho cái class server nó available trên cái registry. Trong cái phương thức mà gọi tạo ra những cái server phía server side thì ví dụ mat đây chính là server side, thì chúng ta tạo ra một đối tượng, chúng ta tạo ra một cái registry, chúng ta get cái registry đấy và chúng ta ném cái mat đấy lên, tức là bằng câu lệnh bind này, tức là vứt nó vào đấy. Thì về cơ bản chúng ta đã xây dựng xong cái phía server side. Thì phần tiếp theo mình sẽ dẫn cho các bạn xây dựng phía client. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.